Chào các em. Hôm trước thầy trò mình đụng nói về vấn đề toán điện xoay chiều. Thầy có nói về những cái chú ý quan trọng, những công thức cơ bản khi độ từ cảm hay điện dung của tụ thay đổi trong mạch điện nối tiếp. Hôm nay thầy trò chúng ta trước khi qua bài mới, thầy sẽ ôn lại các em một hai ví dụ từ các cái đề thi của các năm gần đây. Thì ta ôn lại qua ví dụ 1. Đoạn mạch RLC nối tiếp, điện dung C thay đổi, điện áp hai đầu mạch U bằng 100 căn 2 cos omega T, cho biết tỷ số của cảm kháng và điện trở là 5. Thay đổi giá trị điện dung C để cường độ cực đại. Hỏi kết luận đúng. Chúng ta có bốn kết luận. Điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ bằng điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây nhỏ hơn 100 V, hay UC bằng UL bằng 500 V, UC bằng 5 UL hoặc UC bằng 1/5 UL. Em chú ý thay đổi điện dung để y cực đại. Như thầy nói trong phần chú ý, bài toán về sự thay đổi của điện dung để y cực đại, lúc đó mạch cộng hưởng. Vì vậy, giá trị cảm kháng và dung kháng bằng nhau. Và cường độ cực đại được tính bởi công thức điện áp hiệu dụng cả mạch trên cho điện trở. Cho nên chúng ta có UL bằng UC bằng Imax nhân ZC hoặc bằng Imax nhân ZL. Trong đó chúng ta có U. Y chúng ta lúc bây giờ là U trên R như thầy nói. Khi cộng hưởng, cường độ cực đại được tính bởi công thức điện áp hiệu dụng trên cho giá trị của điện trở. Vì vậy, bằng U nhân ZL trên R. Mà đề đã cho cảm kháng bằng 5 lần điện trở. Ta thay vào đây. Mấy em thấy rõ ràng chúng ta có UL bằng UC sẽ bằng 5U. U chúng ta 100 V. Như vậy, UL bằng UC bằng 500 V. Đấy, đây là một cái bài toán thầy nhắc lại ở cái phần kiến thức hôm trước. Ở cái phần thầy chú ý ba vấn đề quan trọng khi làm những cái bài toán về điện dung thay đổi. Khi điện dung C thay đổi để đạt được cường độ cực đại hoặc công suất mạch cực đại hoặc hệ số công suất cực đại hay UR cực đại thì các em liên tưởng tới đó là sự cộng hưởng xảy ra. Khi đó cảm kháng và dung kháng bằng nhau và Imax được tính bởi công thức U trên R thì chúng ta sẽ dễ dàng giải được bài toán này. Ta có được kết luận đúng, đó là điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây bằng điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ bằng 500 V. Cho nên trong bốn đáp án đã cho, đó là cái đáp án B của cái đề thi năm 2007. Ví dụ số 2. Cũng đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi. Đặt điện áp với giá trị hiệu dụng U và hai đầu mạch. Bây giờ thay đổi giá trị điện dung để cho điện áp hai đầu đoạn mạch gồm cái điện trở và cuộn dây vuông pha với điện áp cả mạch. Đây là bài toán về pha. Và đồng thời điện áp cả mạch chậm pha hơn cường độ dòng điện. Hỏi khi đó UC là bao nhiêu? Giá trị hiệu dụng của UC được tính bởi công thức nào trong bốn công thức ABCD? Trong bốn công thức ABCD, thầy giải như sau. Toán đụng về lệch pha thì dùng giản đồ vector Resnan. Thầy nhắc lại cái cách vẽ giản đồ vector Resnan mà một số em còn lúng túng trong cách vẽ và biểu diễn các đại lượng tương ứng. Cái vector UR luôn luôn cùng phương với cường độ dòng điện, đó là trục nằm ngang. Vector UNL luôn vuông pha với cường độ dòng điện. Và vector UC chậm pha hơn pi trên 2. UL thì nhanh pha hơn pi trên 2. Nên UL và UC ngược hướng nhau, cùng phương nhưng ngược hướng. Tổng của vector UL và UR chính là vector UR.
Tổng của vector ULR và UC chính là vector U kẻ mạch. Đấy, mấy em nhớ cái dạng đồ vector Riemann trong mạch điện nối tiếp được biểu diễn một cách tổng quát như trên. Bây giờ ở bài toán cụ thể của chúng ta thì vector ULR lại vuông pha với vector U kẻ mạch thì ký hiệu góc vuông. Và gọi phi 1, phi 2 lần lượt là góc hợp bởi vector ULR và vector UR, cũng như phi 2 là góc hợp bởi vector U và vector UR, để cho U chậm hơn Y. Cho nên em chú ý phi 2 này mang giá trị âm, có nghĩa là phi 1 trừ phi 2 bằng pi trên 2. Tan phi 1, em nhìn vào đây, từ giảng đồ chúng ta thấy tan bằng đối trên kề, UL trên UR hoặc ZL trên R. Và tan phi 2, cái khoảng cách này chính là độ lớn của UL trừ UC, đúng không? Hay là ZL trừ ZC trên R. ZL trừ ZC trên R. Em chú ý, ở đây chúng ta sẽ có cảm kháng bé hơn dung kháng. Cảm kháng sẽ bé dung kháng. Phi 2 âm nên tan phi 2 là một giá trị âm. Vì vậy tan phi 1 nhân tan phi 2 bằng trừ 1. Vì phi 1 trừ phi 2 bằng đi trên 2. Chúng ta có tan phi 1 nhân tan phi 2 bằng trừ 1. Ta thay vào đây. ZL nhân R trên R nhân cho ZL trừ ZC trên R bằng trừ 1. Từ đẳng thức trên, các em rút ra được giá trị của ZC được tính theo cảm kháng và điện trở. ZL bình cộng R bình trên ZL. Có giá trị của dung kháng rồi. Chúng ta tính UC bằng ZC nhân Y. Y của chúng ta tổng quát là U trên Z. Với ZC bằng ZL bình cộng R bình trên ZL, các em thay vào công thức tổng trở. ZL trừ ZC bình cộng R bình. Các em sẽ có được tổng trở chúng ta. Nó có công thức là... Và đây chính là biểu thức gì? Trong cái phần mà thầy nói C thay đổi để điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ cực đại, thì đây chính là giá trị cực đại của UC khi C thay đổi. Đây chính là trường hợp đó nha. ZC bằng ZL bình cộng R bình trên ZL thì UC max sẽ bằng giá trị này. U nhân căn bậc 2 của ZL bình cộng R bình trên R. Đây là chính là giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ khi C thay đổi. Đó. Từ cái bài tập này em chú ý, hãy khi C thay đổi mà điện áp hiệu dụng hai đầu đạn mạch cuộn dây điện trở vuông pha với điện áp cả mạch, thì chính là lúc đó điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ cực đại. Khi đó điện áp trên hiệu dụng trên hai đầu tụ cực đại. Cho các em chú ý, ULR bằng hình học, em chú ý vector ULR cộng vector UC bằng vector U. Hay nói cách khác, độ lớn hiệu dụng của ba điện áp trên chính là độ dài của ba cạnh tương ứng của tam giác này, ULR, O, U. Mà trong một tam giác, thì em chú ý, khi cái cạnh đó trở thành cạnh huyền thì độ lớn sẽ lớn nhất. Trong trường hợp em thấy UC là cạnh huyền, hai cạnh góc vuông tương ứng là độ lớn của ULR và độ lớn của U hiệu dụng cả mặt. Khi đó UC chúng ta chính là giá trị cạnh huyền. Mà cạnh huyền trong tam giác thì có độ dài lớn nhất, đó chính là UC cực đại. Cho nên một số em mà nhảy về hình vẽ giảng đồ ra, em nhìn vào đây thấy rõ đây chính là trường hợp UC cực đại. Ta nhớ lại công thức UC cực đại, ta dễ dàng có được đáp án nhanh hơn nữa. Đó là cái tiện lợi của việc dùng giảng đồ vector Riemann giải quyết trong những bài toán về độ lực pha của các đại lượng trong mạch điện. Thì mong các em chú ý ở những bài tập này. Như vậy, đó chính là cái đáp án B của chúng ta. Điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ cực đại khi C thay đổi. Thì qua cái chủ đề kế tiếp mà hôm nay thầy trò chúng ta trao đổi, đó là toán về hộp đen trong mạch điện xoay chiều. Có một số chú ý như sau. Để biết được phần tử trong hộp đen là cuộn dây, thuần cảm hay không thuần cảm, là điện trở hay là tụ điện, thì mấy em phải dựa vào cái độ lệch pha giữa điện áp hai đầu hộp đen
và dòng điện trong mạch để xác định cấu tạo của hộp đen. Cái nguyên tắc cơ bản toán cho hộp đen đó là dựa vào độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đạn hộp đen so với dòng điện trong mạch, để chúng ta mới biết được hộp đen chúng ta được cấu tạo bởi phần tử nào. Thầy tóm tắt lại một số bài toán về hộp đen như sau và một số những kết luận tương quan để mấy em chú ý và ghi nhớ lại, chúng ta khỏi mất thời gian hơn ha. Nếu hộp đen chúng ta là một phần tử thì khi mà điện áp hai đầu hộp đen so với cường độ dòng điện bằng không, pha chúng bằng không, hộp đen chắc chắn chỉ chứa một phần tử, đó là điện trở A rồi. Còn nếu phi bằng pi trên 2 thì chứa độ cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm lợi. Nếu độ lệch pha đó là trừ pi trên 2 thì hộp đen chúng ta chứa phần tử tụ điện, chỉ tụ điện mà thôi. Đó mấy em chú ý, có thể một hoặc hai tụ, các tụ điện. Đó là trong trường hợp hộp đen gồm một phần tử, dựa vào độ lệch pha dưới điện áp hai đầu hộp đen và cường độ trong mạch, ta có thể suy ra được trong hộp đen đó gồm những phần tử nào. Nếu bằng không thì chứa điện trở. Nếu bằng pi trên 2 chứa cuộn dây có độ tự cảm lợi. Nếu bằng trừ pi trên 2 thì hộp đen chứa tụ điện với điện dung C. Còn khi hộp đen gồm hai phần tử, độ lệch pha của cường độ dòng điện và điện áp hai đầu hộp đen thuộc giá trị trong khoảng từ 0 đến pi trên 2 thì hộp đen chúng ta gồm hai phần tử, điện trở nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm lợi. Còn nếu phi chúng ta nằm trong khoảng từ trừ pi trên 2 tới 0 thì hộp đen chúng ta gồm hai phần tử, điện trở và tụ điện nối tiếp nhau. Đó mấy em chú ý. Còn nếu phi bằng pi trên 2 thì hộp đen chúng ta sẽ có cuộn dây và tụ điện nối tiếp nhau. Và trong trường hợp này cảm kháng lớn hơn dung kháng. Còn bằng trừ pi trên 2 vẫn gồm chỉ có cuộn dây và tụ điện, nhưng cảm kháng bé hơn dung kháng. Còn nếu độ lệch pha giữa U và Y trong trường hợp này bằng 0 thì chúng ta vẫn có L và C, nhưng ZL và ZC bằng nhau. Đó mấy em chú ý. Nếu phi nằm giữa 0 và pi trên 2 thì có điện trở và cuộn dây. Nếu phi thuộc trừ pi trên 2 đến 0 thì hộp đen chúng ta gồm có điện trở và tụ điện. Còn tại các giá trị đầu mút bằng pi trên 2 hoặc bằng trừ pi trên 2 hoặc bằng 0, hộp đen chúng ta có hai phần tử, cuộn dây và tụ điện. Cảm kháng lớn hơn dung kháng hoặc cảm kháng nhỏ hơn dung kháng hoặc cảm kháng bằng dung kháng tùy vào giá trị của phi, bằng pi trên 2, bằng trừ pi trên 2 hoặc bằng 0. Đó là những phần chú ý quan trọng mà thầy rút lại từ những kết luận rút ra toán về hộp đen gồm một phần tử hoặc hộp đen gồm hai phần tử. Yếu tố cơ bản để giải những bài toán hộp đen đó là tính độ lệch pha giữa điện áp hai đầu hộp đen so với cường độ dòng điện trong mạch. Đó là điều mấu chốt và cơ bản mấy em chú ý. Nếu mạch điện mà đề cho không cho dòng điện một chiều đi qua thì chắc chắn rằng trong mạch chúng ta phải có tụ điện C. Còn nếu đề cho hỏi mạch tiêu thụ điện năng bao nhiêu thì rõ ràng trong mạch phải có điện trở R. Đó là những cái chú ý mà em nhớ cho tụ điện không cho dòng một chiều đi qua. Còn mạch điện mà tiêu thụ điện năng thì chỉ có điện trở mới tiêu thụ điện năng. Còn cuộn dây thuần cảm và điện dung C và tụ điện có điện dung C không tiêu thụ điện năng. Do đó nếu mạch có tiêu thụ điện năng thì mạch điện chúng ta chắc chắn phải có điện trở R. Nếu trong mạch chứa lợi, nếu trong mạch có chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm lợi mà khi thay đổi tần số đến một lúc nào đó mà chúng ta thấy cái phi của U và Y bằng 0 thì lúc đó mạch phải có chứa C. Và ngược lại cũng vậy, có nghĩa là nếu mà trong mạch đã có chứa sẵn tụ mà đề toán cho khi thay đổi tần số, khi điện áp hai đầu hộp đen và cường độ dòng điện trong mạch cùng pha thì ta lại suy ra mạch đó có chứa lợi. Ngược lại có nghĩa là như thế. Đó là ba điểm phát triển thêm mà thầy chú ý trong một số bài toán hộp đen từ những kết luận rút ra. Những cái ví dụ toán về hộp đen của các cái đề thi đại học.
Động mạch xoay chiều gồm có điện trở nối tiếp với hai hộp đen X1, X2. Cho biết rằng trong hai hộp đen X1, X2 chỉ chứa một hoặc các phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp xoay chiều và hai đầu mạch thì người ta thấy điện áp hiệu dụng điện áp hai đầu hộp đen 1 lệch pha so với điện áp hai đầu hộp đen 2, một góc phi bằng 0. Tức là U1 và U2 cùng pha đúng không? Cùng pha. Hỏi kết luận nào đúng? Các phần tử trong hai hộp đen X1, X2 như nhau. X1 chứa cả ba phần tử RLC. X2 chỉ chứa cuộn dây lệch. Hoặc hộp đen X1 chứa điện trở R, hộp đen 2 chứa tụ C. Hoặc hộp đen 1 chứa cuộn dây có độ tự cảm L, hộp đen 2 chứa điện trở R. Cũng vậy như thầy nói, ta căn cứ vào độ lệch pha trước. Thầy tính độ lệch pha giữa hai đầu hộp đen 1 và 2 một cách tổng quát. Thầy xem như cả hai hộp đen đó có đầy đủ các phần tử RLC thì tan phi 1 và tan phi 2 được tính bởi công thức ZL1 trừ ZC1 trên R1, cũng như tan phi 2 bằng ZL2 trừ ZC2 trên R2. Do chúng cùng pha, tan phi 1 bằng tan phi 2. Nếu hai phần tử hai hộp đen giống nhau thì chúng ta sẽ có phi 1 bằng phi 2. Và đây chính là điều giả thiết đã cho. Vậy thì kết luận nào đúng? Đó là kết luận A. Hai phần tử X1, X2 giống nhau. Đấy. Lý luận trên người ta gọi là phản chứng, phủ định là ta đi ngược lại và dẫn đến một điều đúng. Đấy. Nếu hai phần tử hai hộp đen giống nhau thì chúng ta phải có một điều xảy ra, đó là tan phi 1 bằng tan phi 2. Có nghĩa là phi 1 bằng phi 2 hay U1 và U2 cùng pha nhau, độ lệch pha chúng bằng 0. Thích hợp với giả thiết của bài toán. Cho nên chúng ta chọn đáp án A. Hai hộp đen X1, X2 giống nhau. Ta qua ví dụ số 2. Một đoạn mạch xoay chiều gồm có điện trở, cuộn dây L và hộp đen X. Hộp đen X chúng ta chứa một hoặc hai phần tử RL hoặc C. Khi đặt điện áp xoay chiều và hai đầu đoạn mạch AB thì điện áp hai đầu hộp đen X lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM một góc phi bằng pi trên 2. Đây là hình vẽ sơ đồ. AM chúng ta gồm có R và L. AM chúng ta gồm có điện trở và cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L. Hộp đen X nằm ở hai đầu đoạn mạch MB. Chúng ta có bốn kết luận. Hộp đen X chúng ta gồm điện trở và tụ điện, hoặc điện trở và cuộn dây, hoặc chỉ có điện trở, hoặc chỉ có tụ điện. Cũng vậy, ta tính về pha. Như trên sơ đồ thầy mới vẽ, đoạn mạch AM chúng ta có điện trở và cuộn dây thuần cảm L. Cho nên, đoạn mạch mà có cuộn dây và điện trở, cho nên đoạn mạch đó điện áp bao giờ cũng nhanh pha hơn cường độ dòng điện. Mấy em chú ý, nhanh pha hơn cường độ dòng điện. Một góc phi, trong trường hợp này có R nữa, trên góc phi chúng ta nằm trong khoảng từ 0 đến pi trên 2. Đây là điểm nên chú ý. Nếu như không có điện trở R mà chỉ có L, thì phi chúng ta sẽ bằng ngay pi trên 2. Sẽ bằng ngay pi trên 2. Nhưng nếu đoạn mạch vừa có cuộn dây, vừa có điện trở, thì điện áp hai đầu đoạn mạch ấy bao giờ cũng nhanh pha hơn y một góc phi, và phi chúng ta phải nhỏ pi trên 2 lớn hơn 0. Do UAM nhanh pha hơn UX một góc pi trên 2, điện áp hai đầu đen X. Từ đó thì suy ra điện áp hai đầu đen X chậm pha hơn y một góc phi. Chậm hơn trên phi phải âm, nhỏ hơn 0 lớn hơn trừ pi trên 2. Vì vậy, hộp đen X chúng ta gồm có điện trở và tụ điện. Nếu không có điện trở mà chỉ có tụ thì bằng ngay trừ pi trên 2 rồi. Ha. Cho nên, vì phi lớn hơn trừ pi trên 2 nhỏ hơn 0, chúng ta khẳng định hộp đen X gồm R và C. Vậy trong 4 đáp án đã cho, đó chính là đáp án A. Tóm lại những cái bài toán như hộp đen, các em chú ý tính lệch pha giữa U hai đầu hộp đen và Y trong đoạn mạch.
Đó là yếu tố cơ bản. Đó, gút lại, ở các phần tóm tắt thầy đã nói hộp đen một phần tử, hộp đen hai phần tử, giá trị phi như thế nào, ta sẽ kết luận hộp đen cấu tạo ra sao. Bây giờ thầy trò chúng ta bước qua cái phần 2 của chương trình, đó là phần trả lời giải đáp của các em. Thầy xin mời các em. Chào thầy, em tên là Trần Thị Tường Vĩ, đến từ Bình Thuận. Trong quá trình ôn thi, em có một số câu hỏi thắc mắc. Câu hỏi của em là cho một thủy tinh có chiết xuất A bé. Thủy tinh có chiết xuất với ánh sáng đỏ là 1,501, với ánh sáng tím là 1,584. Hỏi góc giữa chùm sáng ló delta D với lại chùm ánh sáng tới góc hẹp là... Dạ, em xin hết. Thầy tóm tắt lại cái câu hỏi của em. Câu hỏi của em thì chưa được cái chọn lắm, nhưng mà thầy hiểu ý của em như sau. Đây là một bài toán về quang phổ. Chúng ta có một lăng kính, góc chiết quang là A. Một tia sáng tới đập vào bề mặt lăng kính, qua lăng kính sẽ cho chúng ta một chùm ánh sáng từ đỏ tới tím. Tím bao giờ cũng lệch nhiều hơn đỏ, nên chú ý. Tím bao giờ cũng bị đẩy gãy về phía mặt còn lại của lăng kính hơn là tia đỏ. Tia sáng tới của chúng ta qua lăng kính bị phân giải thành các tia tím đỏ, từ đỏ tới tím, từ đỏ tới tím. Mấy em chú ý, đây là bài toán về quang phổ. Ánh sáng trắng qua lăng kính cho chúng ta một chùm ánh sáng từ đỏ tới tím. Nguyên nhân bởi vì chiết xuất của ánh sáng, nó phụ chiết xuất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng, phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng. Các em chú ý cho đó. Đỏ có chiết xuất lớn hơn tím, cho nên tím lại lệch nhiều hơn đỏ. Đó, các em chú ý nha. Chúng ta có nờ đỏ là chiết xuất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết xuất của lăng kính đối với ánh sáng tím. Vì vậy mấy em thấy tím lệch nhiều hơn đỏ, từ đỏ tới tím. Thì cái góc lệch delta D là cái gì? Đó là cái này. So với phương của tia tới, phương của tia tới chúng ta đi, thì cái góc lệch này, đây chính là góc lệch của đỏ. Và đây là góc lệch của tím. Góc lệch của tím. Như vậy, để tìm được cái góc lệch giữa đỏ và tím, thì chúng ta gọi là delta D. Chính là bằng cái gì nè? Chính là D tím trừ cho đề đỏ. Đến đây mấy em phải nhớ tới một cái kiến thức quang học của lớp 11. Góc lệch D bằng N trừ 1 nhân A. N là chiết xuất của lăng kính, D là góc lệch của tia ló ra lăng kính so với phương của tia tới đập vào mặt phía bên kia của lăng kính. Thì D tím tương ứng với chiết xuất đối với ánh sáng màu tím, và góc lệch đối với ánh sáng đỏ cũng vậy, cũng bằng n đỏ trừ 1 nhân A. Như vậy thì lúc bây giờ cái góc lệch delta D của chúng ta, mấy em lấy D tím trừ D đỏ, ta đem A làm thừa số chung, có nghĩa là bây giờ trở thành gì? Rồi. Đó là cái công thức mấy em nhớ lại. Công thức tính góc lệch theo chiết xuất và góc chiết quang của lăng kính, D bằng N trừ 1 nhân A. Tia tím sẽ bị lệch nhiều hơn so với tia đỏ, vì chiết xuất của đỏ lớn hơn chiết xuất của tím. Các em chú ý, đây là bài toán về quang phổ. Hai cái công thức, đây là một bài toán đơn giản mà em. Mấy em chỉ cần nhớ công thức về góc lệch, và chúng ta sẽ tính ra được góc lệch giữa tím và đỏ. Khi ánh sáng trắng đập vào lăng kính sẽ bị phân tích thành một chùm ánh sáng từ đỏ tới tím, một dải màu liên tục từ đỏ tới tím.
Để tìm được cái gốc lệch giữa đỏ và tím thì các em nhớ công thức tính gốc lệch theo chiết xuất tương ứng và góc chiết quang của lăng kính. Từ đó ta sẽ tìm ra được gốc lệch của cái chùm sáng sau khi bị phân tích qua lăng kính từ ánh sáng trăng. Thưa thầy, tiếp theo sau đây sẽ là nội dung của câu hỏi được gửi về trang web của kênh HTV4. Trong các môn thi, chúng em nhận thấy môn lý rất là phức tạp, kiến thức và các công thức trải rộng cả 10 chương, cả lý thuyết và bài tập. Khi ôn thì chúng em thấy thật khó để nhớ được. Chúng em giải lại các đề thi cũ thì thời gian không thể nào đúng 90 phút như quy định. Em mong thầy chỉ cho các em phương pháp để giải trắc nghiệm cũng như cách hiểu và vận dụng trả lời các câu hỏi mang tính tổng hợp cao. Xin thầy vui lòng trả lời câu hỏi này ạ. Đây là một cái câu hỏi mang tính khái quát quá cao, quá rộng. Mà cái câu hỏi này hầu như là có thể là nói là câu hỏi chung cho tất cả mọi người trước khi bước vào cái kỳ thi ôn thi đại học này. Thì cái môn vật lý này kiến thức trải rộng hết cả 10 chương, từ phần dao động cơ, con lắc lò xo, con lắc đơn. Ngay phần dao động cơ không là chúng ta đã có rất nhiều vấn đề toán về con lắc lò xo, về lực đàn hồi và lực hồi phục, về vận tốc, về gia tốc, về cách viết phương trình. Con lắc đơn thì chúng ta lại có là trong trường hợp đồng hồ chạy nhanh, chạy chậm, và tính gia tốc hiệu dụng trong các trường hợp để trên thang máy, thang máy chuyển động nhanh dần đều hay chậm dần đều, để trong điện trường, vân vân. Và toán về điện là chúng ta cũng đã có rất nhiều cái toán khó về bài toán điện, rất phong phú. Đại thầy chưa nói tới những kiến thức khác như là chương ánh sáng, chương lượng tử, chương giao thoa, chương sóng cơ, rồi chương hạt nhân, chương phóng xạ, rồi nói toán về mẫu nguyên tử Bo, vân vân, rất là phong phú. Vì vậy cái môn lý đối với nhiều em khi hỏi thì ai cũng đều nói rằng rất khó học thầy, không hệ thống được. Thì mấy em phải tập cái cách làm việc, có phương pháp. Mỗi một chương, mấy em mỗi một chương mấy em biết nắm ý chính của mỗi chương. Ví dụ chương dao động cơ, mấy em cần phải nắm cái ý gì của chương dao động cơ, những cái công thức nào về thời gian, về quãng đường, về vận tốc, về lực đàn hồi, cách tính lực đàn hồi, cách tính lực hồi phục, cũng như cách viết phương trình dao động, cách tính đại lượng vận tốc, gia tốc tương ứng ở thời điểm T nào đó. Mấy em biết cách phân tích và tổng hợp lại thành những cái công thức của từng chương. Mỗi một chương nó có những nội dung chính nào về mặt lý thuyết cũng như về mặt bài tập. Chương điện, mạch một phần tử, mạch hai phần tử, mạch cả ba phần tử, những bài toán về biến thiên các phần tử trong mạch điện, những bài toán về độ lệch pha của các phần tử trong mạch điện. Mấy em phân tích và gom lại từng công thức của từng chương, của từng dạng. Ví dụ chương điện thì phỏng đoán khoảng độ 8 đến 10 công thức, mấy em group lại. Bên cạnh đó có những cái ví dụ, có những cái bài tập, có những cái đề thi tương ứng của những cái bài toán đó, của những cái công thức đó, mấy em để bên cạnh, mấy em hệ thống lại. Đó là chương điện. Rồi chương dao động điện cũng như thế, chương ánh sáng cũng như thế. Có nghĩa là với mỗi một chương, mấy em đọc kỹ lý thuyết, mấy em hệ thống bài tập cơ bản từ dễ tới khó, bên cạnh những công thức tương ứng của mỗi chương. Phải biết cách tổng hợp lại vấn đề. Và trước khi tổng hợp thì mấy em phải phân tích từng chương, nắm kiến thức của từng chương. Trong mỗi chương nó có mấy bài và mỗi bài nó có mấy ý, đại khái thế. Phân tích và làm việc một cách có hệ thống, rồi mấy em kết hợp với cái chương trình học ở trường của các em, kết hợp với chương trình học của các trường mấy em, để mà từ đó mấy em sẽ đưa ra được một cái bản học, một cái lịch trình học, phân phối nội dung cho nó phù hợp ở mỗi chương. Thì lúc đó các em sẽ thu hoạch được cái kết quả tốt. Còn như thế nào để bước vào phòng thi và làm một cái đề trắc nghiệm 90 phút? Thì thông thường theo cấu trúc của đề gần đây, đặc biệt đề năm vừa rồi, một đề lý rất là khó so với đề lý của các năm trước. Thì theo như các thầy phân tích, 40% câu hỏi mang tính phân hóa cao, 40% dành cho trung bình khá, tức là những công thức cơ bản và đòi hỏi sự vận dụng kỹ năng của học sinh. Và 20% còn lại những câu hỏi đơn thuần mang tính lý thuyết cơ bản. Thì để giải quyết cái bài toán lý, một cái đề thi lý trắc nghiệm trong 90 phút, theo cái đại loại, theo 3 bước như thầy phân tích như thế,
thì trước tiên em đọc cái đề phải đọc kỹ từ trên xuống dưới, dù rằng mất 5 đến 10 phút, nên chịu khó đọc. Để làm gì vậy? Để chúng ta phân loại ra những cái câu dễ chúng ta làm trước, những câu dễ chúng ta làm trước, những câu hỏi mà nó nằm ở phạm trù những bài tập kỹ năng cơ bản vận dụng lên một tí, linh hoạt một tí, chúng ta giải hết những câu đó. Những câu thiên về tính toán, những câu đòi hỏi sử dụng nhiều công thức thì mấy em để riêng ra một bên. Đấy, để riêng ra một bên, sau đó chúng ta tính. Sau đó chúng ta tính. Chứ chúng ta không chắc gì đã bước vào phòng thi mấy em sẽ làm được 10 điểm, đã làm được hết tất cả 50 câu. Không hẳn vậy. Vì vậy các em phải biết 0,2 điểm trong đề thi rất là quan trọng. Rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải chắc chiêu từng câu, đọc kỹ đề, hệ thống câu nào thuộc loại trung bình, câu nào trung bình khá và câu nào giỏi. Như thầy đã nói, đề bao giờ đọc kỹ mình sẽ thấy phân hóa ra ba loại như thế. Đặc biệt về điện và sóng cơ là những câu thuộc về phần khó. Còn những câu như là về sóng ánh sáng, về giao thoa ánh sáng, về lượng tử vân vân, những câu thiên về tính toán mà đơn giản thì em lọc riêng ra. Đó, rồi từ đó mấy em sẽ kết hợp. Cứ bình tĩnh chúng ta làm lần lần trong 90 phút thì tin rằng nếu em giỏi và khá sẽ đạt được 9-10. Còn nếu mấy em chỉ trung bình khá thôi, ít nhất mấy em cũng kiếm được từ 6 đến 8 điểm. Đấy, có nghĩa là ta nói đừng tham quá. Tham quá thì thâm. Mình tùy vào cái năng lực của mình để mình chọn lọc và trả lời những câu. Cứ 0,2 điểm là mấy em đã hơn được rất nhiều bạn rồi. Để trong cái thời lượng quá ngắn, thầy chỉ nói phương pháp chung chung như thế. Đặc biệt mấy em học phải cố gắng có phương pháp, nắm ý từng chương, nắm công thức từng chương, từng bài, hệ thống lại phần điện, phần cơ, phần ánh sáng, phần hạt nhân, phần phóng xạ, vân vân. Mỗi một chương mấy em phải biết ý chính của chương đó là gì và những công thức nào là cơ bản vận dụng trong chương đó thì mấy em sẽ thành công. Dạ, em tên là Trần Thế Quy, đến từ Tiền Giang. Trong quá trình ôn thi đại học, em có một câu hỏi thắc mắc mà nhờ thầy giải thích em là trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe A bằng 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D. Ta nếu rời xa màn ra xa khoảng 0,5m thì khoảng văn tăng thêm 0,11mm. Vậy hỏi lambda bằng bao nhiêu? Thầy tóm tắt lại ý của em vừa hỏi như sau. Câu hỏi của em là thuộc về phần giao thoa ánh sáng qua thí nghiệm khe dân. Đây chúng ta có hai khe sáng S1, S2. Và đây là màn trắng sáng. Và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn trắng sáng, ký hiệu là D. Chúng ta có S1, S2, khoảng cách giữa hai khe sáng là A. Nếu bây giờ màn dịch chuyển ra xa thêm 0,5m, có nghĩa là D bây giờ chúng ta tăng lên 0,5m, thì ta thấy cái khoảng dân bấy giờ nó tăng lên một khoảng là 0,11mm. Hỏi bước sóng. Thì trước tiên mấy em nhớ thế này, cái công thức xác định khoảng dân trong giao thoa ánh sáng, chúng ta có Y bằng lambda D trên A. Lambda là bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm, A là khoảng cách giữa hai khe sáng, và D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn trắng sáng. Thì đây là bài toán thay đổi đại lượng. Bây giờ Y nó tăng lên 0,1 thì D lại tăng lên 0,5. Thay ngược lại, màn ra xa 0,5, trong đó A không thay đổi, lambda không thay đổi, chúng ta có hệ phương trình. Ở những bài toán này em chú ý là các em phải đưa về cùng một đơn vị. Ví dụ như Y chúng ta tính mili thì bắt buộc các đại lượng lambda, D và A các em phải đưa về mili. Micromet em phải đưa về mili. D thì mét em phải đưa về mili bằng 10 mũ 3. Còn micro là bằng 10 mũ. Một micromet là bằng 10 mũ 3 mét. Còn A cũng vậy, tất cả phải về một đơn vị. Cái điểm này các em học sinh hay sai lắm. Cho nên thầy chú ý, centi thì centi hết, mili thì mili hết, hoặc mét thì mét hết. Mấy em chú ý về đơn vị. Ở đây như bên này thầy đề cho như các em nấy vừa đọc là 0,11mm, là thầy đang tính mm. Còn màn ra xa 0,5m, nhưng hệ thống đơn vị hai bên này nó khác nhau nha mấy em. Bởi vì
ta rút gọn với nhau, bên này là thầy đang mét thì lambda cũng phải mét, d cũng phải mét và a cũng phải mét. A cũng phải mét. Thì lại em thấy thế này. Từ cái hệ trên hệ phương trình hai biến số y và lambda. Ta khử y đi. Bằng cách thầy lấy phương trình 2 thì trừ cho phương trình 1. Thầy sẽ có lambda d trên a trừ lambda d trên a hết, y trừ y hết, còn lại 0,11. Và chúng ta có lambda 0,5 nhân a. Từ đây mấy em sẽ tìm ra được lambda. Đây là đơn vị mét thì a phải được đổi về mét. Từ đó lambda chúng ta sẽ tính đơn vị mm. Mấy em chú ý. Từ đó mấy em sẽ có được cái đáp số cần tìm. Tóm lại đây là một bài toán cơ bản về giao thoa ánh sáng. Học sinh chỉ cần nắm được cái công thức tính khoảng dân là một. Thứ hai nữa là phải biết cách linh động khi màn tăng ra 0,5, tức là d tăng, y tăng. Mấy em làm một cái hệ phương trình. Đến đây là giải quyết về mặt toán học, giải hệ phương trình hai biến số. Mấy em sẽ tìm ra được cái bước sóng tương ứng trong bài tập này. Đấy, toán về giao thoa ánh sáng. Qua bài tập này cũng như qua các câu hỏi của các em trong chương trình hôm nay thầy trò chúng ta gặp nhau, thì các em cũng thấy đó, lý chúng ta có phần dễ, có phần khó, có phần rất khó và có phần rất dễ. Ti tuyến là dễ, nhưng nếu chúng ta không thuộc được công thức thì các em không hề thống lại được. Như nãy trong câu hỏi quát, như nãy các bạn đã hỏi, kiến thức rất là dài, rất là rộng. Vì vậy phần khó người ta chỉ tập trung khai thác và những cái chủ điểm như năm vừa rồi, các năm trước cũng vậy, hầu như tập trung vào toán gia động cơ, gia động lò xo, gia động con lắc, hoặc là toán về điện, tập trung khó vào hai phần đó. Còn những phần còn lại, các em chỉ cần học kỹ lý thuyết, nắm được bản chất vấn đề, hiểu công thức và vận dụng công thức một cách thành thục trong những bài tập cơ bản, thì bao nhiêu đó là cũng đủ kiến thức để các em bước vào phòng thi, kiếm số điểm từ trung bình để. Vì vậy các em đừng có lo âu, đừng có băn khoăn, và cứ đi sâu vào những bài tập mang tính chuyên sâu, những bài tập khó. Không nên, đó là một cái điều không nên. Khi đi sâu vào dễ gây các em sự hoang mang. Và trong lúc kỳ thi đang gần gần, đang dần đến gần, thì cái áp lực nó càng nhiều. Bên cạnh nó rất nhiều môn, không những môn lý, các em còn phải học cả toán, cả hóa, đôi khi cả toán, cả sinh, vân vân. Vừa đối phó tốt nghiệp phổ thông, vừa thi đại học. Vì vậy trong chương trình học, các em nên học các phương pháp như thầy nói, biết cách bố trí từng chương, từng bài, từng khoảng thời gian. Thời gian còn lại 3 tháng, 3 tháng chúng ta có 12 tuần. Cái chương lý chúng ta 10 chương. Chương 1 gồm những chủ đề gì, chương 2 những chủ đề gì, chương 3 chủ đề gì, vân vân. Các em gom lại và chia ra trong 12 tuần đó. Và dĩ nhiên các em phải biết tuần nào trọng điểm và tuần nào không trọng điểm. Đặc biệt là những cái tuần đầu tiên trọng điểm, mấy em dồn mời vào. Những tuần cuối cùng là những tuần mấy em tổng duyệt lại các kiến thức đại học. Có khoa học như thế thì các em nắm bằng cách thuần thục và tự tin cách vững chãi vào kiến thức của mình khi mình bước vào phòng thi. Mình biết chắc rằng mình không thể đạt được 9-10, nhưng mình biết chắc mình sẽ đạt được 6-7. Có thể nói vui thế. Đôi khi không cần 9-10, các em chỉ cần 7-8, 80% đã là một học sinh khá giỏi rồi. Nó tùy thuộc vào cái cách làm việc của các em trong cái thời điểm này. Đây, các em hỏi như bài toán và giao thoa ánh sáng, đây là một bài tập dễ. Đây là một bài tập dễ, chứ không phải là một bài tập khó. Phải không? Các em đều nhận thấy cái thầy giảng chỉ cần cái gì? Công thức về khoảng dân. Rồi sự thay đổi màng, tức là sự thay đổi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màng, dẫn tới sự thay đổi khoảng dân. Người ta hỏi đại lượng còn lại, bước sau. Ta liên tưởng tới việc lập hệ phương trình. Từ hệ phương trình trên ta giải ra tham số lần đây. Đó là một cái bài tập cơ bản, cũng như sau này các em ôn tập, các em sẽ thấy trong những phần còn lại cũng rất nhiều bài tập cơ bản về hạt nhân, hỏi về phản ứng, hỏi về năng lượng phản ứng, hỏi về năng lượng liên kết, hay là sự phóng xạ, hỏi về chu kỳ, hỏi về thời gian, hỏi về khối lượng, hay những bài toán điện, vân vân. Chúc các em có được một cái buổi học tốt hôm nay qua những gì thầy trò mình đã trao đổi. Và thì mong hôm sau thầy trò chúng ta gặp lại làm việc tốt hơn, và các em chuẩn bị tốt những cái kiến thức, ghi nhớ lại những cái ví dụ cũng như những điều thầy chú ý quan trọng trong mỗi cái bài ví dụ hoặc trong mỗi cái phần chú ý lý thuyết.
Chúc các em thành công. Hẹn gặp lại.